Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai vụ mobifone mở AVC là làm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son vào chiều ngày 18 tháng 12 khai trước tòa rằng ông cho thực hiện thương vụ mobifone mở AVC là theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu Chính phủ lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Truyền thông trong nước vào ngày 18 tháng 12 tường thuật rõ là dù bị mất ngủ vào đêm hôm trước. Xong, tại tòa vào chiều ngày 18 tháng 12, ông Nguyễn Bắc Son khai báo khá rành mạch về vai trò của ông, là người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông, đơn vị chủ quản của Mobifone và AVG. Theo lời khai của ông Nguyễn Bắc Son, thì vào ngày 14 tháng 12 năm 2015, Bộ 4T nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng chấp nhận chủ trương cho Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận vai trò người đứng đầu khi bút phê vào tất cả các văn bản giao cho cấp dưới để hoàn thành thương vụ. Trước tòa vào chiều ngày 18 tháng 12, ông Nguyễn Bắc Son cũng nói rằng ông đã xin ý kiến nhiều nơi trong vụ MobiFone AVG. Ông Son khẳng định đã giao cho người phó là thứ trưởng Bộ 4T lúc bấy giờ, ông Trương Minh Tuấn, cùng thực hiện dự án và thực hiện công việc mua bán một cách thận trọng. Có báo cáo chính phủ. Ông Nguyễn Bắc Son cũng nhận tội và không cần luật sư bào chữa. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bất ngờ phủ nhận số tiền hối lộ 3 triệu đô la. Sáng nay, bị cáo Nguyễn Bắc Son khai tại cơ quan điều tra do sức khỏe yếu, ngất nhiều nên nghĩ bừa ra số tiền 3 triệu đô la để đảm bảo tính mạng. Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng nay, 17 tháng 12, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bất ngờ phủ nhận việc nhận 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ. Cụ thể, hội đồng xét xử đã hỏi bị cáo Nguyễn Bắc Son, sau khi thực hiện xong thương vụ Mobifone MVG, bị cáo được nhận bao nhiêu tiền? Bị cáo Nguyễn Bắc Son trả lời không nhận được đồng nào. Hội đồng xét xử hỏi tiếp, vì sao tại cơ quan điều tra, bị cáo khai được vũ chuyển quả biếu 3 triệu đô la, lời khai này có đúng không? Bị cáo Son trả lời, do lý do sức khỏe tại thời đó nên tôi đã nghĩ ra con số như vậy. Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son còn nói thêm, lúc đó sức khỏe yếu, nhiều lần ngất lên ngất xuống tại bàn làm việc của cơ quan cảnh sát điều tra. Lần một ngất 3 ngày, lần hai ngất 2 ngày nên đã nghĩ bừa ra số tiền để nhằm đảm bảo tính mạng. Bị cáo nói là hoảng loạn, tại sao lúc đó lại nghĩ ra số tiền 3 triệu đô? Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo son đáp, lúc đó sức khỏe tôi yếu, lúc đầu các anh cơ quan điều tra nói rằng lính của anh đã khai hết rồi, anh không thể không khai. Lúc đầu tôi khai nhận số tiền Việt, sau đó các anh ấy lại bảo khai số tiền lớn hơn nhưng sau các anh ấy lại không đồng ý tiền Việt và bảo là phải tiền đô la. Sau lời khai này của ông Son, hội đồng xét xử đã yêu cầu các bị cáo lên năm trà Cao Duy Hải đứng lên đối chứng. Cả ông Trà và ông Hải đều giữ nguyên lời khai của mình, trong đó có việc đưa tiền cho ông Nguyễn Bắc Son. Tòa cũng trích thư ông Son gửi cho vợ và các con từ trại giam, trong thư nói rằng anh đã nhận của Vũ 3 triệu đô la. Hội đồng xét xử cho rằng ông Son tỉnh táo để viết thư, và nhận thức rõ ràng như vậy thì không thể nói là tâm thần hay bị hoảng loạn. Theo cáo trạng bị can Nguyễn Bắc Son khai nhận trong quá trình thực hiện dự án, Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên lạc, gọi điện thoại, nhắn tin cho Nguyễn Bắc Son để thúc đẩy nhanh chóng việc mua bán, mong muốn Nguyễn Bắc Son chỉ đạo để AVG sớm bán được cổ phần. Sau khi hoàn thành dự án MobiFone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, đáp ứng được mong muốn của Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng của Nguyễn Bắc Son tại số 14 ngõ 36 C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hàn Kiếm, Hà Nội và đưa cho Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu đô la. Ông Son đã mang 3 triệu đô la lên phòng làm việc tại tầng 2 và xếp đầy vào một chiếc vali du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite. Xếp đầy một ba lô du lịch tối màu, số còn lại cho vào một chiếc vali du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite. Sau đó, cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính Toàn bộ số tiền 3 triệu đô la, Nguyễn Bắc Son đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần. Mỗi lần từ 300 000 đến 400 000 đô la. Trong những lần Huyền từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm gia đình, khi đưa tiền Son dặn không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy. Nguyễn Bắc Son nhận thức được lý do Phạm Nhật Vũ đưa tiền vì Son là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án mua cổ phần AVG. Lời khai nhận tiền trong thương vụ Mobifone và AVG Hôm nay phiên tòa xử vụ Mobifone và AVG tiếp tục với phần thẩm vấn. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Minh Tuấn với chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, người triển khai các công việc liên quan đến dự án, và theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Bắc Son đã ký nhiều văn bản quyết định liên quan đến dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Sau khi Mobifone chuyển tiền mua cổ phần cho AVG, ông Tuấn đã nhận từ ông Phạm Nhật Vũ 200.000 đô la, tương đương với hơn 4,4 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận có ký 5 trên 53 văn bản. Trong đó có 3 văn bản đã được bộ trưởng khi đó là ông Nguyễn Bắc Son duyệt chỉ đạo ký. Tôi ký theo chỉ đạo bút phê của bộ trưởng. Tôi thực hiện chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất để thực hiện nhiệm vụ của mình, ông Trương Minh Tuấn khai. Ông Tuấn thừa nhận việc ký quyết định 236 là sai, khi ký mà chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của thủ tướng. Theo lời khai của bị cáo Trương Minh Tuấn, sau khi nhận thức được quyết định 236 là vi phạm pháp luật, bị cáo đã chỉ đạo Mobifone đàm phán lại với ông Phạm Nhật Vũ, rồi sau đó chỉ đạo quyết liệt về hủy quyết định này. Chính bị cáo là người ký quyết định hủy quyết định 236. Ông Nguyễn Bắc Son không hứa hẹn đưa tôi lên làm bộ trưởng để ép buộc hay chỉ đạo tôi để tôi làm những việc này. Có sự hiểu nhầm nào đó trong quá trình điều tra chứ không có việc này. Trả lời câu hỏi của thẩm phán Trương Việt Toàn, bị cáo nhận 200.000 đô la từ bị cáo Vũ là tiền gì? Ông Trương Minh Tuấn trả lời, bị cáo nhận trong bối cảnh nhiều người đến chúc mừng, nhưng sau tôi nhận thức, đó là tiền của anh Vũ cảm ơn tôi vì tôi đã ký quyết định 236. Về nhà đất ở ô chợ dừa của vợ chồng bị kê biên, bị cáo Trương Minh Tuấn đề nghị xem xét việc kê biên này, vì gia đình ông đã nộp đủ tiền đã nhận từ ông Phạm Nhật Vũ. Nhận hai thùng các tông đựng tiền theo cáo buộc, bị cáo Lê Nam Trà với chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mobifone là người tổ chức triển khai chỉ đạo các thành viên của Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc Mobifone thực hiện dự án trái luật theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son và quyết định 236QD BTTTT của Bộ 4T về việc phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Sau khi thanh toán 95% cổ phần cho EVG, ông Trà nhận từ ông Phạm Nhật Vũ 2,5 triệu đô la, tương đương với hơn 55 tỷ đồng. Theo lời khai của bị cáo Trà tại tòa, việc thực hiện quyết định là vi phạm, biết sai nhưng vẫn thực hiện là do nhận thức của Mobifone. Bộ ra quyết định thì Mobifone thực hiện theo quyết định của bộ. Ông Trà khai, trước Tết, anh Vũ đến chỗ văn phòng biếu gói quả bên trong có 500.000 đô la. Sau Tết một tháng, anh Vũ gọi điện bảo có chút hoa quả biếu anh. Hôm đó có người mang đến hai thùng các tông. Tối khuya mở ra bị cáo mới thấy có 2 triệu đô la. Theo bị cáo trả, nhận tiền này, ông không có thỏa thuận gì với ông Phạm Nhật Vũ, cũng không đòi hỏi, thậm chí còn bất ngờ và bị động khi nhận tiền. Tôi khai ra việc này để bớt suy nghĩ nặng nề. Tôi khai để được thanh thản, lời bị cáo. Nhận tiền từ ông Vũ, Ông trả đưa cho ông Nguyễn Bắc Son 500.000 đô la khi đưa có báo cáo việc ông Vũ biếu quà. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone cũng thừa nhận sai phạm và có nhận từ ông Phạm Nhật Vũ 500.000 đô la. Bị cáo dùng tiền này biếu ông Nguyễn Bắc Son 200.000 đô. Tại tòa, bị cáo Phạm Nhật Vũ thừa nhận việc đưa tiền có các ông Nguyễn Bắc Son, Lê năm Trà, Cao Duy Hải, Trương Minh Tuấn. Nhưng việc đưa tiền này để cảm ơn người quyết định thương vụ Mobifone mua AVG không có thỏa thuận trước. Theo lời khai của ông Vũ, đến thời điểm hiện tại, ngoài hơn 8.000 tỷ đã hoàn lại cho Mobifone, bị cáo còn thanh toán thêm cho Mobifone 450 tỷ đồng là số tiền lãi và các chi phí phát sinh khác. Ông Vũ trình bày, bị cáo thể với trời đất, không có ý định chiếm đoạt tiền của nhà nước, của nhân dân bị cáo đã bàn với gia đình đi vay mượn, sắp xếp tiền bạc gần một năm trước đó để trả lại tiền, để không bị mang tiếng. Trả lại tiền để chứng minh vì không chiếm đoạt, không lấy tiền của nhân dân. Bị cáo nghĩ đến người nghèo. Bị cáo không giúp người nghèo bằng tiền khuất tất. Bị cáo trả lại tiền, cũng vì muốn những người liên quan và trách nhiệm trong vụ việc được nhẹ trách nhiệm đi trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về thương vụ mua bán giữa Mobifone và AVG có lãi nhiều hay không. Bị cáo Vũ trình bày, nếu nói lãi thì bị cáo nhầm tiền ra cũng chỉ xem xem, không lãi. Tiền chi ra để cảm ơn, bị cáo dùng tiền cá nhân đã có từ việc làm ăn khác từ xưa đến nay. Sở dĩ bị cáo muốn bán AVG vì muốn chuyển sang làm việc khác. Không thể nhớ nổi. Tôi khai lại, có nhận hối lộ 3 triệu đô la, không phải đưa cho con gái, chi tiêu cá nhân nhưng không nhớ đã chi tiêu vào việc gì, sẽ hoàn trả lại. Đó là lời khai của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 4T, Phó ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son. Điều này nói lên mấy vấn đề sau. Một, đây không phải là số tiền quá lớn khi tôi nhận hối lộ. Việc chi tiêu của tôi quá nhiều với số tiền lớn hơn nhiều nên chỉ chi tiêu 3 triệu đô la. Không là điều làm cho tôi quá quan tâm nên tôi không thể nhớ bởi trong suốt quá trình công tác ở nhiều chức vụ khác nhau trong đảng và chính quyền, tôi có nhiều dự án, chứ không chỉ AVG. Thứ hai, tôi sẽ hoàn trả lại. Số tiền đó không quá lớn để gây khó khăn cho gia đình tôi. Dù trước khi đi làm cán bộ, vào đảng theo cách mạng, gia đình tôi mấy đời ăn củ chuối, đói nghèo và thuộc diện vô sản nên được coi là thành phần ưu tú của giai cấp vô sản và được coi là nòng cốt để tra truyền con nối, phục vụ đảng sau mấy chục năm những đồng lương nhà nước trả đã làm cho gia đình tôi giàu lên đến mức này lỗi không ở tôi mà ở chính cái đảng ta là đảng cầm quyền thứ ba tổ sư cái thằng internet những kẻ dùng internet để nói xấu đảng và nhà nước nói xấu cán bộ sẽ phải bị nghiêm trị không để cho các thế lực thù địch sử dụng internet chống phá đảng và nhà nước ta cũng như các cán bộ đảng cũng như các cán bộ của đảng tôi đã phát biểu nhiều lần như vậy nhưng các đồng chí đã không làm được giờ mới ra nông nỗi này ngày xưa không có internet các đồng chí cán bộ xưa nay còn khốn nạn ăn cướp khủng khiếp hơn có hề hấn gì đâu sai lầm của tôi là không biết phe anh trọng sẽ thắng thế